Ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp báo công bố triệt phá thành công một chuyên án cướp tài sản xảy ra tại một căn biệt thự ở quận 12. Liên quan đến vụ bắt nhóm cướp biệt thự ở quận 12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy lời khai các nghi phạm, làm rõ động cơ gây án. Danh tính nhóm nghi phạm gây án gồm Nguyễn Đức Tiến, sinh năm 1993, quê Quảng Ngãi, Lê Văn Sĩ, sinh năm 1998, quê Kiên Giang và Đỗ Văn Tuấn, sinh năm 1996, quê Nam Định. Theo cảnh sát, nhóm cướp bàn bạc chọn một biệt thự ở đường Lê Thị Riêng, quận 12 để gây án, thống nhất gây án vào đêm ngày 29 tháng 4. Tuy nhiên, trước giờ gây án, Tuấn đổi ý không tham gia. Dù một thành viên rút lui, hai nghi phạm còn lại vẫn thực hiện theo kế hoạch. Khi Sĩ vừa vào căn biệt thự lấy trộm túi sách, bên trong có số tiền 1,1 tỷ đồng, thì bị phòng PC02 và công an quận 12 ập vào bắt quả tang, đưa về trụ sở. Phòng Cảnh sát Hình sự đã triệu tập Đỗ Văn Tuấn để điều tra làm rõ. Thưa quý vị, kể từ khi tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đi vào hoạt động, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã trở thành một địa điểm du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng. Đời sống của người dân cũng ngày càng được phát triển. Thế nhưng huyện đảo này lại đang phải đối mặt với một thực trạng, đó là thiếu nước sinh hoạt và quá tải rác thải. Huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đón khoảng 1.000 đến 2.000 du khách mỗi ngày. Với mùa nắng nóng, khô hạn, huyện thiếu nguồn nước sinh hoạt, điện, đồng thời du khách tăng cao nên vấn đề về xử lý rác thải chưa theo kịp tốc độ phát triển. Ở nước ngọt coi như là cái vàng trắng tại huyện đảo Phú Quý này. Vì Phú Quý chỉ có cái nguồn nước mưa mà nước mặt nói chung tương đối cạn kiệt, chỉ có giờ cái nguồn nước ngầm. Huyện Phú Quý có khoảng 60 khách sạn và 120 homestay. Nhiều homestay tự phát nở rộ nhưng dịch vụ chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách. Phú Quý có duy nhất một nhà máy xử lý rác nhưng đã tạm ngưng hoạt động. Ngành điện đang phải bù lỗ. Năm 2023, tăng công suất phát điện 17% so với năm 2022 để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân. Những năm gần đây thì cái nhu cầu khách ra đảo Phú Quý du lịch đó, thì rất là cao, tăng cao dẫn đến cái nhu cầu các phụ tải sử dụng điện đó, cũng lại tăng lên. Và điện lực Phú Quý cũng báo cáo và đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ cái tuyên truyền cái trong doanh nghiệp, người dân, cơ quan hành chính sự nghiệp để chúng ta là thực hiện tốt công tác sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Nước sạch chủ yếu từ giếng khoan và hai hồ chứa nước ngọt không đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân. Huyện có 7 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung với tổng công suất thiết kế hơn 2.600 mét khối một ngày. Trong đó, nhà máy nước Long Hải và Ngũ Phụng với tổng công suất thiết kế 2.200 mét khối một ngày, nhưng cung cấp theo cam kết khoảng 1.200 mét khối một ngày do sợ xâm nhập mặn. Còn lại, do tư nhân khai thác cung cấp nước sinh hoạt cho người dân có công suất từ 60 đến 180 mét khối một ngày. Trong thời gian tới, huyện đang dự án xây thêm 5 hồ chứa nước ngọt. Năm 2023, Phú Quý đón 165.000 lượt khách, riêng 3 tháng đầu năm cũng tăng cao so với cùng kỳ với 23.000 lượt khách. Để Phú Quý phát triển du lịch đúng định hướng xanh, bền vững, tỉnh Bình Thuận cần sớm có những giải pháp mang tính căn cơ, quyết liệt. Thưa quý vị, khu phố cổ Hà Nội được cho là bảo tàng về lối sống đô thị cổ của Việt Nam. Phố cổ Hà Nội là một phần để nhận diện bản sắc văn hóa đô thị Hà Nội, có sức hút mạnh mẽ đối với khách du lịch, đặc biệt là du khách quốc tế. Phát huy những giá trị lịch sử, giữ gìn những nét độc đáo để thúc đẩy du lịch là hướng đi quan trọng để phố cổ Hà Nội tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho du khách. Trong thời gian gần đây, một số phường thuộc khu vực phố cổ Hà Nội đã tổ chức khá nhiều những sự kiện phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Đơn cử như lễ rước kiệu kỷ niệm 980 năm ngày sinh của Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan do phường Hàng Gai tổ chức, xuất phát từ đình Yên Thái, đi qua các tuyến phố cổ như Hàng Nón, Hàng Quạt, Hàng Bông và một số tuyến phố khác, thu hút được nhiều sự quan tâm của du khách nước ngoài. Tôi cảm thấy rất thú vị với các hoạt động này, từ trang phục của người tham gia đoàn diễu hành tới những dụng cụ được sử dụng. Tôi hỏi và được biết đây là hoạt động tưởng nhớ Hoàng Thái Hậu của các bạn. Tôi sẽ về đọc thêm những thông tin về các sự kiện lịch sử này. Để tạo ấn tượng với người dân và du khách, chính quyền các phường thuộc khu vực phố cổ Hà Nội đã dành nhiều sự quan tâm trong công tác chuẩn bị cho các lễ hội sao cho trang trọng nhất. Chúng tôi có xây dựng một bộ nhận diện, đặc biệt là tờ rơi và phối hợp với công ty cổ phần Đồng Xuân để đưa tới khách du lịch thông qua các chuyến xe du lịch xanh của công ty cổ phần Đồng Xuân. Từ đó là cũng quảng bá tới khách du lịch về di tích trên địa bàn phường.
tổ chức hoạt động văn hóa truyền thống có ý nghĩa không chỉ trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam, mà còn là phương thức hiệu quả để thu hút khách du lịch nước ngoài đến với khu vực phố cổ Hà Nội. Trong thời gian tới, hy vọng rằng lãnh đạo các đơn vị trên địa bàn khu vực phố cổ Hà Nội sẽ tiếp tục có những bước đi bài bản để phát huy những thế mạnh này. Trưa nay ngày 30 tháng 4, tại bãi tắm tự phát trên sông Poco, đoạn chảy qua địa phận xã Ia Zom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, người dân đã phát hiện có 3 người bị đuối nước giữa lòng sông nên đã vớt lên để cứu chữa. Tuy nhiên khi lên bờ thì cả 3 người này đều đã tử vong. Trong 3 thi thể thì có 2 thi thể là nam giới và 1 thi thể nữ giới, độ tuổi từ 30 đến 45 tuổi. Theo những người dân có mặt tại hiện trường, sau khi vớt lên, rất nhiều người đã tiến hành cấp cứu các nạn nhân nhưng không có kết quả, cả 3 đều đã ngừng thở. Nữ nạn nhân trong vụ việc đang công tác tại một phòng chức năng của huyện Đức Cơ. 2 nạn nhân nam thì có 1 người làm việc tại đội cảnh sát giao thông công an huyện Đức Cơ, 1 người là lao động tự do. Đoạn sông Poco chảy qua địa bàn xã Ia Dom có nước trong, lòng sông rộng với nhiều bãi bồi, lùm cây, nên mỗi ngày có hàng trăm lượt người tìm đến tắm mát trong những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt vừa qua.